Rồi, chào mừng quý vị các bạn đã quay lại với kênh của Phương Nguyễn Investing. Trong cái video ngắn cuối tuần ngày hôm nay thì làm video ngắn để chuẩn bị cho cái tuần giao dịch tiếp theo. Thì thị trường hiện tại là đang trong cái phiên ATC và chuẩn bị kết thúc cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì em sẽ sau khi mà thị trường sẽ kết thúc cái phiên ATC vào khoảng tầm 4 phút nữa thì em sẽ update cho nhà đầu tư mình. Thì lần đầu tiên nhà đầu tư đến với kênh thì có thể trong quá trình xem video thì nếu cảm thấy video nó hữu ích thì nhà đầu tư có thể nhấn nút like hoặc là để lại những cái comment góp ý để ủng hộ kênh có thêm cái động lực để làm những cái video chia sẻ thêm nhiều cái giá trị tới nhà đầu tư mình. Để tham gia đồng hành cùng hệ thống của Phương Nguyễn Investing, mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua cái số Zalo trên màn hình. Rất hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội đồng hành cùng nhau. Rồi, để có thể nhận được những cái bản tin miễn phí thì nhà đầu tư có thể click vào trong cái phần mô tả của mỗi video để có thể nhận được những cái đọc những cái bạn nhận được những cái bản tin miễn phí buổi sáng. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào cái nội dung trong cái video ngắn ngày hôm nay. Thì video này là một cái video mà tiếp nối cái video về trong buổi livestream tối hôm qua. Nhịp hồi phục của thị trường, điều kiện và tín hiệu mua. Chúng ta cần chú ý thêm một điều, đó là dòng tiền của cổ phiếu và dòng tiền của thị trường, để chúng ta biết được là liệu thị trường nó có bứt phá hay không. Ok, thì hiện tại thị trường sẽ còn tầm khoảng 3 phút nữa thì trước khi mà em bắt đầu vào cái thị trường kết phiên ATC, thì cái thanh khoản trước cái phiên ATC nó rơi vào khoảng tầm 622 triệu thì có khả năng nó kết phiên nó rơi vào khoảng tầm 650 triệu. Và chúng ta lưu ý một cái điều gì nè, để mà thị trường nó có hai kịch bản, đúng không? Thì buổi sáng ngày hôm nay để update cho nhà đầu tư mình hai kịch bản. Thứ nhất là nếu mà trong phiên ngày thứ hai đầu tuần hay là ngày thứ ba gì đó mà thị trường nó bứt phá khỏi cái vùng gap down luôn, chúng ta lưu ý nè, thị trường nó có một cái gap down tạo ra vào một cái phiên bị bán với khối lượng hơn 1,13 tỷ cổ phiếu và nó giảm gần 50 điểm, đúng không? Thì đây là một cái phiên nó tạo ra một cái gap down rất là mạnh. Thì đây là một cái phiên nó tạo ra cái vùng kháng cự trung hoạch ngắn hạn, để mà thị trường nó gọi là để biết, để kiểm tra được sức mạnh của cái nhịp hồi phục á, mà nó đi lên liền luôn á, thì thị trường phải cần có một cái phiên bùng nổ về mặt dòng tiền. Có nghĩa là sao? Đây là một cái phiên về mặt dòng tiền, đây là một cái phiên có khối lượng gần 736 triệu cổ phiếu, có sự lan tỏa, có thể gọi là một cái phiên bùng nổ về dòng tiền, có dòng tiền đầu cơ tham gia vào. Tuy nhiên trong cái phiên những cái phiên này hoặc là những cái phiên tiếp theo á, chúng ta cần lưu ý những cái phiên này và phiên tiếp theo, chúng ta cần lưu ý nếu trong cái 1, 2 hoặc 3 phiên tiếp theo mà thị trường trong phiên nghỉ thứ hai luôn hoặc là thứ ba đó, trễ lắm là thứ ba thôi, thị trường nếu nó bùng nổ lên, nó lắp luôn cái gap này nè, gấp luôn cái gap này với cái dòng tiền nó rơi vào khoảng tầm 800 900 đó, thì lúc đó thì thị trường nó sẽ tạo ra cái vùng tích lũy ở đây, tạo ra cái vùng tích lũy ở đây trước khi mà nó có cái nhịp hồi phục. Có nghĩa là cái vùng tích lũy nó sẽ nằm trên cái vùng gấp đào này, là vùng gấp đào này. Có nghĩa là sao? Dòng tiền đầu cơ tham gia rất là mạnh để nó đẩy giá trong cái nhịp hồi này. Còn cái trường hợp thứ hai nó sẽ giống như trong cái giai đoạn trường hợp thứ hai là gì nè, một cái kịch bản thứ hai có nghĩa là thị trường nó cứ về cái vùng này, mỗi lần thị trường nó cứ về cái vùng này, thị trường mỗi lần nó cứ về cái vùng gấp đào này là nó bị áp lực bán và chúng ta dòng tiền chúng ta thấy không thấy nó tham gia vào mạnh nữa. Có nghĩa là sao? Để thị trường đi lên á thì nó sẽ cần gì? Cần dòng tiền tham gia vào mạnh. Đó. Hiện tại thị trường đã kết thúc cái phiên giao dịch ngày hôm nay rồi, đóng cửa 1076 điểm các bạn. Thị trường kết thúc phiên đóng cửa 1076, có nghĩa là trong cái phiên ngày hôm nay nó mở ra nó ở 1081. Rồi chúng ta chờ kết phiên nha. Còn tầm một như thị trường kết phiên rồi mọi người. Rồi, chúng ta lưu ý nè, nếu mà trong khoảng tầm 1, 2, 3 thị trường đóng cửa rồi nè, thị trường nó đóng cửa 1076 điểm, dòng tiền nó rơi khoảng tầm 700 triệu, có nghĩa là dòng tiền trong ngày hôm nay nó cũng tương đương với cái phiên giao dịch ngày hôm qua. Thì chúng ta lưu ý, nếu mà thị trường trong dài phiên sắp tới mà nó cứ neo ở cái vùng này nè, nó cứ đi ngang ở cái vùng này nè các bạn, trong khoảng 2-3 phiên sắp một mà phiên ngày mai là phiên thứ hai là phiên thứ ba đầu tuần đó, mà nó cứ neo ở đây nè, thì lưu ý nha, nếu mà dòng tiền nó cứ lên 700 mạnh đi ngang này thì thường nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh trước khi mạnh muốn đi lên. Còn nếu mà nó muốn bứt phá luôn thì dòng tiền nó phải đủ lớn. Ok nha, chúng ta cần lưu ý một vài điều, cũng như là để mà nó lắp được cái gap này thì không phải dễ. Còn nếu trường hợp nó không lắp gap được thì nó phải cần điều chỉnh,
điều chỉnh nó giống như trường hợp này nè các bạn, nó phải điều chỉnh như nó đi lên, lên nó gặp cái lượng cung cái nó điều chỉnh lại, lên nó gặp cái lượng cung nó điều chỉnh lại, nó lên nó gặp cái lượng cung. Ví dụ ở trên cái này dòng tiền nó vô nè, dòng tiền nó vô nè, những cái phiên này dòng tiền nó vô nè, đúng không? Đó, nó giữ không được và cái dòng tiền nó không đủ để nó giữ thì thường nó sẽ bị gì, áp lực cung bán ra hoặc là áp lực chốt lãi của nhà đầu tư bắt đáy, thì nó phải cần điều chỉnh. Tại sao, một tại sao nó phải cần điều chỉnh các bạn? Mục đích của nó điều chỉnh lại để làm gì? Để nó thu hút được cái lực cầu. Mục đích của nó là để thu hút được cái lực cầu vào đẩy giá. Mục đích của nó là gì? Nếu mà trường hợp nó có điều chỉnh về những cái vùng này hoặc là nó đi ngang cái vùng này, lưu ý nha, thì những cái phiên điều chỉnh nó phải là những cái phiên có khối lượng thấp. Đây là cái video tiếp nối cái video livestream tối ngày hôm qua, nào thử có thể đón xem lại cái video tối ngày hôm qua nó nhịp phục của thị trường để chúng ta xuyên suốt cái nội dung ngày hôm nay. Rồi thì cái phiên ngày hôm nay thì cũng tầm 700 triệu, phiên ngày hôm qua là 735 triệu thì thanh khoản cũng rơi vào khoảng tầm 15.000 tỷ đồng, có nghĩa là dòng tiền đầu cơ nó đã tham gia vào rồi. Thì những cái phiên tiếp theo á, nếu mà thị trường nó test với khối lượng thấp á, nó đi ngang cũng được và nó test về những cái vùng này cũng được, không sao, chúng ta cần lưu ý. Có nghĩa là những cái cổ phiếu mà nó có dòng tiền trong khoảng tầm 1-2 phiên gần đây á, nó chấp nhận nó hấp thụ hết trong một vài phiên sắp tới khoảng tầm 2-3 phiên gì đó, mà nó hấp thụ hết trong tuần sau, mà nó hấp thụ hết thì nó sẽ lấy đà, tạo một cái bước đà để thị trường có thể vay lên lắp gắp. Còn nếu trường hợp mà thị trường nó uống mạnh luôn thì lắp luôn. Còn nếu trường hợp cái kéo lên mà nó bị bán xuống, kéo lên mà nó bị bán xuống thì giống như trường hợp này nè, thì nó sẽ cần quay về nó test lại như nè, test theo một cái test xong bắt đầu nó có một cái phiên gọi là test cung trước khi nó bùng nổ xác nhận ở đây, chúng ta cần lưu ý nha. Đó thì cái cổ phiếu chúng ta cũng sẽ tương tự, những cái cổ phiếu mà nó có dòng tiền mà nó đang hồi chung với thị trường á, thì cuối cái phiên ngày thì trong cái phiên ngày thứ hai, thứ ba chúng ta cần theo dõi, thứ hai, thứ ba và thứ tư là ba phiên cực kỳ quan trọng để chúng ta theo dõi coi thử là thị trường nó đi theo cái kịch bản nào. Còn nếu mà thị trường nó đi lên, nó bùng nổ lên luôn á, với khoảng tầm 900-900 triệu thì nó sẽ tích lũy ở vùng trên. Còn nếu nó không thì nó sẽ tích lũy, nó cần thời gian để nó test lại quanh cái vùng 1060 này nè, để lấy đà cho cái nhịp tiếp theo đó. Cái thị trường sẽ có khoảng tầm 2-3 nhịp đi lên vậy đó. Sau khi nó vượt cái vùng này thì nó cũng sẽ cần thời gian đó, nó nghỉ ngơi xong rồi sau nó mới đi lên đó. Đây gọi là nhịp nhịp hồi phục. Thì cái target, nếu mà trường hợp thị trường nó xác nhận, giả sử trường hợp thị trường nó có xác nhận thì cái vùng target mà nó hướng đến cũng chỉ là một cái nhịp hồi quanh cái vùng 1140-1150 là tối đa cho một cái nhịp hồi phục vài tuần. Đó, nó đi lên theo kiểu hình chính xác như thế này. Nếu trường hợp nó có test thành công trong cái tuần sau, lưu ý nè, những cái phiên ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư là những cái phiên chúng ta cực kỳ theo dõi những cái biến động của cổ phiếu, hầu hết các cổ phiếu đều đang theo cái dạng mẫu hình của thị trường. Đó. Rồi về mặt thị trường trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại các nhóm ngành và thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay. Chúng ta thấy là thanh khoản nó cũng rơi khoảng tầm 15.000 tỷ đồng. Với khối lượng khoảng tầm trong phiên kết bạn thì khoảng tầm gần tương đương với phiên ngày hôm qua, có nghĩa là sao, dòng tiền nó đã chấp nhận hấp thụ, tuy nhiên để mà nó đi lên á thì nó cần cái dòng tiền lớn hơn, còn không thì nó phải cần điều chỉnh để nó ăn lại cái lượng hàng, cái lượng cung mà nhà đầu tư mình chốt lãi trong thời gian ngắn hạn trước khi nó bắt đầu vào cái nhịp hồi trong cái giai đoạn sắp tới chúng ta cần lưu ý nha. Rồi chúng ta nhìn vào vài cái cổ phiếu các nhóm ngành trong giai đoạn hiện tại. Ví dụ đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn vào cái nhóm ngân hàng ngày hôm nay đó, về tổng thể thị trường ngày hôm nay á, là nó cân bằng với 280 mã giảm điểm và 253 mã tăng điểm, trong đó có 63 mã đứng giá, đúng không? Rồi chúng ta nhìn ngân hàng thì nó cũng có những cái cổ phiếu tăng mạnh, thì hôm nay nó cũng có điều chỉnh nhẹ trong ngày hôm nay. Ví dụ STB nè, ngày hôm qua nó tăng 4-5%, thì hôm nay là nó quay đầu nó điều chỉnh với khối lượng lớn hơn, có nghĩa là nó gặp cái lượng cung này nè, thì thường nó sẽ có xu hướng nó test lại. Thì chúng ta lưu ý nè, với điều kiện test của nó là không được thủng cái, nó không được lắp, nó không được thủng cái nó đóng phiên không được nằm dưới cái điểm thấp nhất của cái phiên bùng nổ, lưu ý nha. Cái điều kiện tiên quyết nó là gì nè, nếu mà nó có test á, làm gì kệ nó quay về nó lắp gác luôn cũng kệ nó, nhưng mà nó đóng nến á là nó không được thấp hơn cái điểm thấp của cái điểm này. Nó mà đóng nến thấp hơn cái điểm này mà khối lượng nó càng lớn thì nó sẽ quay về nó test lại, hoặc là nó thủng đáy, hoặc là nó tạo đáy khác luôn, lưu ý nha. Có nghĩa là nó test với khối lượng thấp và sau đó nó rút chân lên thì ok, thì đó là cái điểm mà chúng ta cần theo dõi đối với những cái cổ phiếu này nếu chúng ta muốn mua. Ví như sao, hôm nay nó có áp lực cung này, áp lực cung nó đến từ đâu các bạn? Áp lực cung đến từ cái vùng gap này, nó có gap lên, nó gặp thị trường cũng gặp cái gap và cái cổ phiếu này nó cũng gặp cái gap down mà nó bị bán khoảng tầm 40 triệu đây nè, thì cái cổ phiếu này cũng tương tự như vậy. Thì chúng ta phải quan sát là những cái phiên sắp tới ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư thì nó sẽ test như thế nào, cho dù nó có lắp gap thì miễn sao nó không nên đóng nến thấp hơn cái điểm thấp nhất của cái cây nến mà thị trường nó có dòng tiền đầu cơ vào, và hôm nay dòng tiền đầu cơ nó vẫn tham gia vào ở một vài cái cổ phiếu nha các bạn. Rồi
hay là cái cổ phiếu của CTG này đó, nó có đang tạo quanh cái vùng đáy và hiện tại vẫn gì, nó vẫn chưa lắp được cái gap, và hiện tại nó vẫn chưa được lắp được cái gap. Hay là cái cổ phiếu dòng ngân hàng thì hiện tại nó vẫn đang ở trạng thái tích lũy, là chủ yếu, là chủ yếu, hầu hết là tích lũy. Trong đó có cái cổ phiếu mà nó có tín hiệu có tín hiệu gọi là nó gọi là nó break out khỏi cái kênh xu hướng, một cái kênh xu hướng giảm, đó là cái cổ phiếu của SHB. Tuy nhiên để cái cổ phiếu này mà nhà đầu tư muốn mua thì chúng ta phải gom hàng thôi các bạn. Nghĩa là nó sẽ có một cái hỗ trợ, đó là đường MA 200, nó đã bứt thoát khỏi đường MA 200. Thì cái đường MA 200 chính là cái vùng hỗ trợ mà nó không nên bị quay thủng như lại trong cái giai đoạn sắp tới khi mà nó tái tích lũy ở cái vùng này. Chúng ta cần lưu ý đối với dòng ben. Đó. Còn các cổ phiếu còn lại hầu hết là chúng ta thấy này, dòng tiền nó vào, ví dụ như thằng MSB này, dòng tiền nó vào rất là tốt này, thì những cái cổ phiếu này có xu hướng là gì? Nếu nó có thị trường test lại thì nó cũng sẽ test lại quanh đây. Miễn sao nó sao các bạn, nó không thủng cái vùng, cái đường neckline này được, cái vùng 12.5 này nè. Đó, nó cứ test thoải mái. Mình sẽ test lại, thì nhà đầu tư muốn mua thì mua ở đây. Đối với dòng ngân hàng, một vài cổ phiếu vậy cho nhà đầu tư mình nắm. Thứ hai là cái dòng mà dòng chứng khoán là cái dòng mà nhà đầu tư mình cần chú ý nè. Trong cái nhịp này thì chúng ta cũng trừ cái cổ phiếu Visa nhé. Thì chúng ta có thể đánh T cộng được. Còn ngoài ra ví dụ T cộng là chúng ta mua ở đây, chúng ta đánh T cộng. Hầu hết á, những cái cổ phiếu này á, là nhịp hồi nó chúng ta không hạn chế tham gia các bạn. Tại sao? Nó vẫn đang, nó là những cái nhóm ngành mà nó tăng cao nhất và hiện tại nó mới bắt đầu cái nhịp giảm thôi. Thì trong nhịp hồi này có khả năng nó sẽ quay về, nó test lại cái đáy của, còn chuyện mà nó có thủng đáy không thì mình không biết, nó phụ thuộc vào thị trường chung. Chúng ta lưu ý nha. Đối với cái cổ phiếu dòng chứng khoán thì chúng ta hạn chế đánh nhịp này. Nếu mà chúng ta có đánh lướt thì chúng ta ưu tiên một cái nhóm ngành khác. Nhóm ngành chứng khoán tại vì sao, nó tăng giá cao, tăng giá cao rồi, chúng ta hạn chế vào lướt sóng. Nếu chúng ta đã không bắt được đáy thì thôi, thì nhịp sau thì chúng ta cũng bỏ luôn đi, hạn chế cái nhóm này đi. Còn nếu mà đánh là chúng ta phải rất là ra vào rất là nhịp nhàng. Tại nhiều cái cổ phiếu này nó vẫn đang trong cái giai đoạn phân phối này, thì nó có khả năng nó quay về, nó test lại ở đây, nó đi ngang bình thường, đôi lúc chúng ta cũng không có ăn luôn. HCM, SHS này, thì những cái cổ phiếu nó chạm những cái vùng bị bán có khối lượng lớn này nè, thì rất khó để mà nó bùng nổ lên. Nếu mà nó bùng nổ lên thì nó sẽ đi quanh cái vùng này rất là lâu, để mà chúng là chẳng lẽ bây giờ nó đang phân phối đây mà chẳng lẽ bây giờ nó kéo lên đây, không có đâu các bạn. Nên chúng ta hạn chế, nếu mà chúng ta có chốt lại rồi thì mà ngày mai nó có nổ lên thì cũng chốt luôn, đối với SHS chẳng hạn gì. Rồi MBS cũng tương tự như SHS. Nói chung cái nhóm chứng khoán nó khả năng là gì, là xác suất cao nó sẽ có khả năng nó quay về, nó test lại chung. Nói chung là ví dụ chúng ta đánh ngắn á, ví dụ chúng ta mua đây thì chúng ta bán được ở đây, hoặc là chúng ta nếu mà dạy bữa nó có test về đây mà chúng ta mua đây thì chúng ta cũng chỉ bán ở đây thôi. Tại sao? Cái kháng cự gần, rất gần các bạn, kháng cự rất gần, cái lượng phân phối hàng nó mới phân phối ở đây, nó chưa giảm gì nhiều nữa. Đó, đúng không? Những cái cổ phiếu này chúng ta thấy là nó có giảm gì nhiều đâu, thì nó hồi lên đây là cái cơ hội để nhà đầu tư mình thoát ra bớt mà. Để mà nó kiểu những cái cổ phiếu này để mà nó tăng nữa thì nó có lý do gì để nó tăng các bạn, không có lý do gì để nó tăng hết. Trừ trường hợp là gì nè, nó tái tích lũy lại ở đây khoảng tầm 6 tháng thì mặt may chúng ta tham gia nó. Đánh T cộng thì hạn chế đánh những cái nhóm này, lưu ý gì thôi đó. Rồi chúng ta nhìn vào một chút những cái nhóm này nó chưa giảm, thì những nhịp hồi này các bạn có tham gia thì hạn chế nhóm chứng khoán bớt. Ở đây thì có Visa nó giảm sâu thì nó sẽ có nhịp hồi ở đây nè. Đó, thì nó sẽ đi lên đây nhưng mà nó cũng gần chạm những cái vùng bán khối lượng lớn của nó rồi, nên để em đi lên xa hơn cũng khó. Rồi còn một cái nhóm nữa, đó là nhóm mà xây dựng, cũng có rất là nhiều cổ phiếu mà nó có dòng tiền vào mạnh, đó là những cái cổ phiếu VCG. Những cái cổ phiếu này mà nó test được nhà đầu tư có thể tham gia được. Đó là cái cổ phiếu của LCG. Đó, LCG đây là những cái cổ phiếu mà nó có dòng tiền vào, thì khi mà nó test lại thì nhà đầu tư có thể chinh chiến. Hoặc là C2 này, hôm nay nó có dòng tiền vào này, nhưng mà kết phiên ATC nó cũng có gặp một áp lực bán. Thì những cái cổ phiếu này nè, chúng ta coi thử, nếu mà nó test lại được về cái biên, nó không thủng được cái neckline này các bạn, giả sử nó có test lại về cái vùng này đúng không, mà này, giả sử nó có test mà nó không thủng cái đường cái vùng 15 á, là rất là đẹp các bạn, thì nó sẽ có cái nhịp bull lên về những cái vùng kháng cự phía trên của nó. Lưu ý nha, đó là những cái cổ phiếu mà chúng ta có thể để ý chú ý, hay là Đạt Phương cũng vậy nè, rồi xong HTN nè, với điều kiện là các bạn phải có kỹ năng về TA, chứ không phải là mua con gì. Các bạn phải biết tại sao mình mua nha, chứ không phải là kêu ông Hương kêu thì cổ phiếu của này ngon nó vô mua mà không biết tại sao mình mua, mua xong mà giả sử là nó không đúng thì mình làm cái gì, đúng không? Đó, cái câu chuyện của mà mua nó rất là dễ, nhưng mà vấn đề sau khi mua chúng ta làm cái gì, đó là một cái điều cực kỳ quan trọng. Lưu ý nha, đối với nhà đầu tư mình thì đó là những cái cổ phiếu của dòng xây dựng. Bên cạnh đó thì có cái cổ phiếu của dòng bất động sản, là những cái cổ phiếu giảm sâu á, những cái cổ phiếu mà nó mạnh ra nè thì cái biên độ mà nó tăng nó sẽ không còn nhiều nữa các bạn. Biên độ nó tăng lên tới đây không còn nhiều nữa, có nghĩa là cái biên nó thấp,
nó là có, ví dụ có giá thấp thì chúng ta giữ thôi. Những cái cổ phiếu này nó sẽ, nếu mà thị trường nó có nhịp hồi thì những cái cổ phiếu này nó cũng dao động quanh cái vùng biên này thôi các bạn, khoảng tầm 2-3 tháng gì đó. Nên đó là lý do nếu các bạn có mua thì cũng cái biên nó ngắn thì nó gặp ngay cái kháng cự này. Chúng ta thấy mây ở đây nè, mây mù nhân lối này nè. Còn ví dụ như nó giảm về lại cái đáy thì chúng ta có thể xem xét coi thử là tình hình ổn không thì chúng ta đánh tiếp, đúng không? Đó. BDR thì nó neo với giá cao, nó neo với giá cao thì những cái cổ phiếu này nếu mà nó tăng lên thì cũng vài phần trăm nó gặp ngay cái mây thì chúng ta cũng hạn chế là né những cái cổ phiếu mà ở đang ở neo giá cao ra. Nếu mà có đánh, tại vì cái biên nó thấp, ví dụ trường hợp chúng ta đánh này lỗ thì không biết bao nhiêu phần trăm, nhưng mà giá sẽ mua ở đây lên đây này mấy phần trăm, nó mà gặp ngay cái vùng kháng cự đó thì rất là khó ăn. Nên mình đánh T cộng thì phải biết chọn cái cổ phiếu nào mà nó giảm sâu mà nó có dư địa gì đó để chúng ta đánh nó đích nè, đúng không? Thì cái biên độ nó vẫn có thể nó còn, nhưng mà lên đây nó gặp ngay cái vùng kháng cự nó liền đó. Thì cái biên dao động này thì những cái cổ phiếu này nó có cái biên ngắn thôi thì chúng ta cân nhắc nhịp này vào ra nhịp nhàng đánh vừa thôi. Còn ví dụ nhiều cái cổ phiếu mà nó có cái biên, ví dụ HDC nè, HDC thì nó cũng giống như thằng sell vậy, cái biên nó cũng như đây vậy các bạn, nó gặp ngay cái vùng kháng cự này lên như đây để đánh trong cái biên này thôi các bạn, đánh trong cái biên mua được như đây bán ở đây thôi đó. Còn hầu hết các cổ phiếu mà chúng ta muốn đánh thì tìm những cái cổ phiếu mà có dư địa xa thì nó có tính chất đầu cơ chút, thì chúng ta có thể vô vào lướt, ví dụ như là ai mà mua được C2 gì đó hay là thì có thể lướt được trong giai đoạn này rồi, đúng không? Ngoài ra còn vài những cái cổ phiếu mà nó giảm sâu mà chúng ta biết đánh nha. Nhịp này là chúng ta phải biết đánh nha. chứ không phải là vào cái mua đại cái rồi xong đâu các bạn. Có nghĩa là nhịp này là cái nhịp phục hồi. Ví dụ những cái cổ phiếu này chúng ta muốn đánh, đúng không? Hay là những test lại. Ok. Rút chân xác nhận cái là ngày mai nó tăng, cái là chúng ta đánh gì? Đánh ngắn rồi về đây xong sao bán ra vậy thôi. Đó, đánh ngắn vậy đó, đánh vào cái ra. Nowland nè. Nowland nó cũng có cái nhịp hồi phục này, nhưng mà nó gần nè, nó giống như dòng, nhưng mà nó có cách xa cái target nó thì nó có thể nó về được cái vùng xa hơn chút, nhưng mà trước khi nó về thì nó sẽ có test tủng lại ở vùng này chút, nó sẽ quay về nó test tủng lại ở đây để cho nhà đầu tư mình test lại trước khi nó muốn có nhịp hồi. Hay là các cổ phiếu như là ASM các bạn nè, nó những cái cổ phiếu mà nó giảm sâu thì sẽ có test tủng lại để cho nhà đầu tư mình tham gia giá hàng gì, một vài ví dụ gì tương tự như vậy các bạn đó. Hay là các cổ phiếu dòng giảm sâu như dòng thép này thì cái biên độ dòng thép á, ví dụ như Hòa Phát này, nhưng mà tối qua mình đã nói là những cái cổ phiếu này khi mà nó muốn đi lên á mà cái dòng tiền nó không đủ lớn á, thì nó sẽ cần thời gian test tủng lại, nó test lại trước khi mà nó muốn đi lên xa hơn. Ví dụ là hôm nay nó khựng lại là bình thường các bạn, nó test lại ở đây nè, nếu muốn đi lên test lại đây thì có đi lên, hoặc cái gì mà nó cứ vượt được cái vùng đỉnh cũ này không á thì nó sẽ lên được một đoạn nữa. Nên cái đoạn này thì các bạn đánh thì cũng đánh vốn vừa thôi, nếu mà không bắt được đáy thì đánh vào vốn vừa thôi, 50% dở xuống thôi. Đó. Hoa Sen thì Nam Kim thì hôm nay là Hoa Sen nó mạnh hơn, hai với nhầm tiền. Tuy nhiên để mà nó tăng nữa thì chúng ta phải lưu ý là nó phải vượt ra được cái vùng kháng cự này. Đây là chúng là cái vùng target ngắn hạn đó. Ví dụ nhà đầu tư bắt được cái đáy ở đây, đúng không? Thì chúng ta có cái biên, nếu mà nó tăng nữa thì chúng ta có cái biên 15% vậy là quá tuyệt vời, đúng không? Đó. Rồi cái cổ phiếu nhóm bất động sản khu công nghiệp thì sao? Thì chúng ta sẽ nhìn về tổng thể chút về cái nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp. Ví dụ như BHR này, đó. Thì nó hồi thôi các bạn, hồi. Thì, nếu mà nó test lại thì vẫn có thể đánh nhịp hồi, dòng này vẫn có thể đánh nhịp hồi. Đó. Tuy nhiên mà cái nhịp hồi nó nghĩa là nhịp hồi, ví dụ trường hợp này, nó test này, nó phải test thành công này, nó test xong đây ở đây, thì muốn đánh đúng không? Nó phải có xác nhận này, thì nó có cái biên ở đây, đó. Cái biên ở đây, nhưng mà canh nó vài phần trăm thì chúng ta vào, không vào thôi chúng ta được quyền cái nhịp, ví dụ nhịp hồi là các bạn được quyền đánh hay không đánh, còn nếu đánh thì đánh hạn chế dưới 50% là được. Đó. Còn nếu mà chúng ta không bắt đáy được thì chúng ta phải chọn cái phương pháp đó thôi. Đó. Ok nha, lưu ý. Hay là IDC này, hôm nay test này. Thì nó quay vào đây nó có khả năng là gì? Nó test lại. Nếu mà trường hợp nó test ok là nó sẽ quay trở lại. Nếu nó quay trở lại đây, nếu mà test ok nó sẽ quay trở lại đây. Nó quay trở lại đây sao? Nó sẽ cần cái quá trình gì? Tích lũy phía sau thì mặt mày nó mới có ngon lành. Và đây là xong rồi. Đây là kháng cự đó nè. Nếu mà nó có về đây thì đây là cái vùng kháng cự 48 49 cái đó nè. Rồi. Là các cổ phiếu dòng thủy sản dịch may bán lẻ gì đó thì nó cũng có, ví dụ nó hồi thôi các bạn, nó hồi nếu mà nó test được, ví dụ nó test được ở đây á. Nó lên tới vùng này, ví dụ nó test được về cái vùng này MA 200 đúng không? Sau đó nó nhúng về thì chúng ta có cái biên này, nhưng mà chúng ta đo biên này bao nhiêu trăm thì chúng ta đánh được chúng ta đánh nha, chúng ta lưu ý nha. Phải test xong mua, còn không thì chúng ta mua xong giờ chúng ta giả sử hôm nay mà chúng ta mua đi, mua giá cao nhất là lên tới đây nhiêu 9%, còn giả sử nó lỗ phá đi, nó về tới đây đi, cái biên chúng ta cắt lỗ trong đây, chúng ta cắt lỗ 12% mà cái tỷ lệ RR nó không có được ngon, nên là tùy, nếu mà nó test được về đây thành công thì lấy. Đó, thì thường sẽ có cái phiên tích cung, ví dụ nó test này, nó hồi nè,
Ở đây đúng không? Test thì các bạn có thể chấp nhận lấy một phần ở đây. Đó, một phần ở đây. Đó, phần ở đây là một phần ở đây nữa, lấy giữa thân nến trở xuống thôi. Rồi, coi thử cái biên nó bao nhiêu. Nếu mình giá trung bình nó nằm đây thì chúng ta đánh cái biên gì? À, 12% rồi chúng ta bán ra cũng được. Đó, vậy đó, cách là để chúng ta mua ngay cái điểm test này nè. Thì sắp tới các bạn nếu mà nó có điểm test đó thì các bạn mua, với điều kiện là các bạn chấp nhận mua thì cũng mua ít thôi. Dưới 50% thôi, đừng có mua nhiều, nó sẽ có nhịp hồi vào đây. Còn chuyện mà nó quay lên hay không thì mình không biết. Hồi mai đúng không? Hồi đó là kỳ vọng thôi. Còn chuyện thì chúng ta phải theo dõi thị trường nữa. À, nhóm dầu khí đúng không? Hầu hết ông không có điểm nhấn gì các bạn, nhóm dầu khí cũng không có điểm nhấn gì, chỉ là nó hồi không có điểm nhấn gì. Những nhóm kinh trên á thì nó mới giảm nên nó không nhiều, có một vài cái nhóm mà nó giảm sâu. ANV nè, hôm nay nó test tuấn lại nè, ADI nè, nó test tuấn lại. Những cái cổ phiếu này thường thường là nó sẽ có một cái nhịp test lại, nếu mà test thành công sẽ có một cái phiên rút chân, rồi chúng ta có thể tham gia vào đánh vào cái nhịp hồi đây. Chúng ta chấp nhận cái biên nó ở đây đó, đánh cái biên này nè các bạn, đó gọi là đánh nhịp hồi. Nếu mà nó test thành công, hoặc nó test không thành công thì bỏ qua nha. Đó, những cái cổ phiếu giảm sâu đó, thì vô, nếu mà phiêu phiêu thì chúng ta bay vô, chúng ta ra thánh. Ví dụ có cổ phiếu là ta đó mà hôm nay nó sàn luôn nè, những cái cổ phiếu này né ra nha các bạn, mây sông hồng rồi nữa nè. Hôm nay nó cũng test, nếu mà test được thì chúng ta nó test được ok thì chúng ta tham gia, còn không test được thì thôi các bạn. Chúng ta phải biết là tại khi nào nó test được nha. Đây nè, nó phải test được, gọi là điểm test nó như thế nào, chúng ta phải đọc vị được cái hành vi của nó để chúng ta biết. Nhà đầu tư có thể xem lại cái video này nè, đem cái hướng dẫn cái tín hiệu như thế nào gọi là test thành công, để cho nhà đầu tư mình có thể biết, để mình soi cái cổ phiếu. Còn ngân hàng thì có thể xem xét những cái cổ phiếu mà nó test lại MB nè đúng không, rồi STB nè đúng không. Ngoài ra còn có các cổ phiếu khác như VIB, Exim Bank nó hôm nay nó tăng đâu nè, hôm nay cổ phiếu này tăng rất là mạnh các bạn, dòng tiền vào rất là mạnh. Thì những cái cổ phiếu này thường thường nó sau khi nó vượt được cái vùng này thì nó sẽ đi ngang quanh cái vùng này nè các bạn. Đó, nó quanh, nó tích lũy quanh vùng này. Đó. Rồi, hay là các nhóm cổ phiếu của bất động sản thì nhiều các bạn, bất động sản thì nhiều, hầu hết nhiều cái cổ phiếu bất động sản, thì quan trọng là bạn chọn cái cổ phiếu với mục tiêu như thế nào thôi. Đó, mình thì mình tùy thôi các bạn, tùy theo trường hợp như thế nào để mình vô mình tham gia cao lắm chỉ có 30-50% thôi. Mình chờ một cái điều kiện nó tích lũy tốt hơn, hoặc là cái biên nó phải hấp dẫn thì chúng ta mới tham gia, còn không thôi chúng ta đâu có nhất thiết là phải tham gia đâu. Lưu ý nha, nếu mà chúng ta thấy cái tỷ lệ RR mà nó không hấp dẫn thì chúng ta đừng quỳ đứng ngồi. Còn nếu mà chúng ta chờ gì, chờ thị trường nó có sóng đúng không, hoặc là thị trường nó có về là có những cái vùng khác để chúng ta tham gia. Ví dụ những cái cổ phiếu này, ví dụ như L14 là đúng không ạ, nó test lại cái vùng này đúng không, chẳng hạn vậy. Hay là những cái cổ phiếu mà Đạt Phương nè, nó phải test được về những cái vùng này, test đi test lại đó. Chứ mà nó lên cái vèo đó các bạn, có cái cổ phiếu nào mà mới giảm mà lên cái vèo đâu đó. Nhưng mà nhìn là năm long nè nó lên rồi nó phải test lại đó. Lượng cung này nó lên này, nó phải cần phải giả sử nó lên đúng không, nó cần thời gian nó hấp thụ vào đây nè. Hay là những cái cổ phiếu HDC nè các bạn, nó lên đây nó phải cần thời gian nó hấp thụ đây nè, ba tháng rồi đó, nó tạo cái biên siết nền của nó giống như trong những cái giai đoạn này nè các bạn, nó giảm sâu đúng không, những cái cổ phiếu này giảm sâu nè, siết cái nền nè, khi nào mà chúng ta thấy có cái nền này là chúng ta đẹp, khi nào nó có nền là đẹp lắm. Nguyên nhân của vấn đề tăng giá đó là tích lũy, cổ phiếu mà không có tích lũy thì nó chỉ đánh biên ngắn thôi các bạn. Một cái cổ phiếu sau khi nó giảm nè, chúng ta lưu ý nè, ví dụ cổ phiếu HDC sau khi mà nó giảm mạnh này đúng không, cái biên giảm này chúng ta thấy bao nhiêu phần trăm, chúng ta lấy từ đỉnh nè rồi xuống giảm 40% thì nó cũng tạo gì, hai đáy ba đáy này đúng không, rồi nó đi lên nè, rồi chúng ta thấy nè, đi lên nè, rồi sao vậy, nó đi lên đúng không, rồi nó test lại đúng không, rồi chúng ta mua đây thì chúng ta cũng chờ test lại, rồi không thì chúng ta sẽ gì, lên đây nó gặp cái lượng cung, cái gấp đảo đây nó là test lại, nó tích lũy gì, tích lũy đây mấy tháng, từ thời điểm mà giả sử chắc đáy 1 đến 2 đến 3 đây đi, thì nó mất từ đây là tháng đầu tháng 4 tới thời điểm mà nó có điểm mua trở lại á, là ở đây điểm mua nè, điểm mua xuất hiện cái dòng tiền khổng lồ ở đây là tháng mấy các bạn, là tháng 8, là đầu tháng 4, tháng 8 là 3-4 tháng gì đó, thì lúc đó nó mới bắt đầu vào sóng thì chúng ta sẽ tham gia cái sóng này nè các bạn. Ví dụ chúng ta mua gom thì chúng ta đánh ngắn thì chúng ta gì, mua đây bán đây, mua đây bán đây đó, lướt gì đó. Còn để mà nó vô sóng thì nó sẽ cần thời gian rất là lâu, ví dụ sau cái nhịp giảm này nè thì nó cần thời gian lâu hơn để nó tái tích lũy. Ví dụ như thằng sell đúng không, thằng dip đó muốn mua sóng nó vô sóng đúng không, thì nó lên cái vùng này đúng không, nó tích lũy lại vùng này, giống như trường hợp nãy á, nó tích lũy được vùng này
Đó, nó lên xuống lên xuống lên xuống là tầm vài ba tháng như sau Tết là vừa luôn đúng không? Đó, sau Tết là vừa đó là có cơ hội để tham gia vào đánh sóng sóng lớn đúng không? Bây giờ thì đánh xong đánh từ cộng thôi, giờ các bạn cứ đánh từ cộng có biên thì đánh thôi. Bạn nào chưa mà chưa chưa có kỹ thuật về TI thì nên luyện cái TI để đánh đánh lướt sóng. Rồi ok, em kết thúc cái video hôm nay. Nếu cảm thấy cái video nó hữu ích thì nhà đầu tư có thể bỏ là cho một like nha, một like. Rồi chúng ta lưu ý mà cái kịch bản trong cái đầu phiên em có đề cập với nhà đầu tư mình nha. Mình chú ý cái kịch bản này để chúng ta follow theo, nó phụ thuộc vào dòng tiền, các bạn chú ý dòng tiền của cổ phiếu và dòng tiền của và những cái cổ phiếu chúng ta đáng chú ý trong cái video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt, chúc tất cả nhà đầu tư mình cuối tuần vui vẻ cùng bạn bè và gia đình. Hẹn gặp lại nhà đầu tư mình trong cái video tiếp theo. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Còn cái trường hợp nữa mà em chưa nói nhà đầu tư mình đó là trường hợp nó bị tắt fail nha, xem lại cái video trước trên kênh của Phương Nghĩa Investing ở đây. Rồi xin chào.